Chó cọc Hơm Ông TV Xin chào tất cả mọi người Hôm nay Chuyện phiếm Chuyện vui một chút Về cái bộ chân Của con chó cọc Hơm Ông Thì chó cọc Hơm Ông TV Tiếp cận Cái con chó cọc Khác với Đa số mọi người một chút Là Uh, đa số mọi người thì sẽ tiếp cận cái con chó cọc mà đã có ở miền xuôi uh, còn uh, chó cọc Hormon Hôm TV thì uh, tiếp cận uh, 99% là các cái con chó cọc mà ở trên bản uh, và dựa theo những cái tìm hiểu về cái tiêu chuẩn của giống cọc thì uh, mình tìm những cái con chó cọc ở trên bản để sưu tầm để Uh, về gây giống bảo tồn gây giống thì uh, ban đầu ấy thì cũng như là mọi người uh, nhìn con chó thôi chúng ta nhìn vào cái khuôn mặt của con chó là đầu tiên uh, rồi cái khung hình của nó nhưng uh, sau khi uh, mà chó cọc hâm uh, ông tv uh, tìm được một cái số lượng chó nhất định thì mình uh, uh, nhận ra là chúng nó có điểm chung về cái bộ chân uh, những cái con chó ở trên bản ấy trong khoảng tầm hơn 500 con chó mà chó cọc Hormone TV đã soi để mà lựa chọn những khoảng hơn 500 con chó tìm được mọi người nhé. Đã soi và lựa chọn ra những cái con mà cảm thấy nó phù hợp với bảng tiêu chuẩn nhất để đón về. Thì đón được cho đến hiện tại bây giờ là đón được gần 20 con chó trưởng thành thì mình thấy nó có một cái điểm chung ở những cái con cọc ở trên bản mà mình cảm thấy nó phù hợp với lại cái bản tiêu chuẩn của giống chó là cái bộ chân của chúng nó với cái bàn chân thon cái bàn chân nó thon chứ bàn chân nó không trụng quả quýt là một và cái thứ hai nữa là cái chân sau của con chó khi mà nó đứng ở cái tư thế hóng khi mà nó đứng đây mọi người để ý cái chân sau nó gần như là nó thẳng căng um, uh, mình để ý là hầu hết những cái con chó mà nó có những cái khuôn mặt cái cơ thể của con chó cọc mà ở trên bản ấy thì cái chân sau của nó là cái khi mà nó đứng ấy là cái chân sau gần như nó không lộ khoeo chân uh, rất nhiều con là nó đứng là cái nhìn như là hai cái uh, phần uh, chân trên và dưới là nó không phân biệt được bởi vì cái khâu chân gần như nó không lộ thì mọi người có thể xem bình thường đây giả sử như là đây là hai cái cá thể mà mình đã sưu tầm được về à, như con sẹo và con uh, con sẹo và con lõm thì mọi người nhìn thấy bình thường nó di chuyển thì mọi người vẫn thấy cái khoeo chân của nó nhưng khi nó đứng ấy à, mọi người để ý khi nó đứng là gần như là sẽ không thấy cái khoeo chân gần như là nhìn chân nó như là một cái Uh, thanh thẳng luôn đây nó đứng đấy uh, hay là cảm tất cả những cái con chó khác những cái con uh, ở trong cái video ở đoạn đầu tiên mà mình uh, uh, chia sẻ với mọi người bao gồm cả những con mà mình bắt được và cả những con mình không có bắt bởi vì nó có những cái điểm mà mình chê nó giả sử như là con chó nó thiếu răng hay là hay là con chó nó uh, cái tai của nó không thật tốt hay là cái chán của nó không thật rộng thì chia sẻ với mọi người một chút để mọi người uh, uh, có một cái để chúng ta cùng nhau bàn luận về cái vấn đề cái bộ chân của con chó cọc uh, như nào là chuẩn như nào là đẹp bởi vì bản tiêu chuẩn thì nó có rồi uh, bản tiêu chuẩn thì cũng nói chung là cái uh, các cái ngón chân của con chó cọc là nó xếp khít nhau uh, cái bộ chân của nó là cái bộ chân uh, 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 tương đối là thon và cái chân sau gần như là thẳng gần như thẳng nhưng mà cái ở trong cái thực tế thì uh, uh, cũng có nhiều ý kiến là nói là cái chân sau mà nó thẳng ấy thì nó là cái khung xương lỗi nhưng mọi người có thể nhìn qua các cái video uh, mà mình chia sẻ với mọi người về những cái con cọc thực tế ở trên bản uh, thì nó có một cái đặc điểm chung là hầu như những con mà mặt đẹp thì cái chân sau nó đều thẳng ấy và các cái giống chó mà cái chân sau nó thẳng ấy thì nó rất là hiếm ở trên thế giới nếu mà nó là một lỗi ấy, thì nó chỉ thỉnh thoảng gặp thôi chứ khi mà gặp ở một cái phần trăm nhiều thì phải xem lại xem nào đấy nó là cái đặc trưng riêng biệt chứ nó không phải là lỗi bởi vì nếu nó là lỗi ấy, thì thỉnh thoảng mới gặp thôi mà tại sao cái lỗi này nó lại không xuất hiện ở những cái con mà cái mặt của nó bị lai hay là cái người của nó bị lai theo kiểu như là người dài hay là uh, này kia cái người con cọc gần như là nó vuông uh, gần như chiều dài bằng chiều cao thì ở những cái con cọc mà nó có cái đặc điểm như thế thì cái chân sau của nó thẳng đa số là cái chân sau của nó thẳng khi mà nó đứng ở điểm tới hạn còn khi nó đứng bình thường mọi người sẽ nhìn thấy cái khoeo chân của nó thì là đương nhiên rồi uh, nhưng mà khi mà nó đứng với đứng rướn gọi là cái dáng đứng gọi là dáng đứng hỏng thì mọi người như con cái nhá thì mọi người sẽ thấy là cái chân của nó cái gần như không nhìn thấy cái khoeo chân của nó đâu hay đây như con được à, các cái con chó khác nó đều như thế như những cái video mà mình đã chia sẻ cho mọi người là ở uh, trong số những cái video mà mình đã soi những các con cọc mà cái đội uh, tìm uh, trên bản uh, của mình uh, tìm được bao gồm cả những con mà mình bắt được và cả những con mình không bắt được vì một lý do nào đấy nhưng những con mà đã soi thì tức là những cái con mà nó phải có những cái đặc điểm mà mình nhận thấy là nó có nhiều cái đặc điểm của các con cọc à, theo ở trong cái bảng tiêu chuẩn mô tả mặt là chán rộng mõm thì hơi tù à, tai thì hơi xiên về đằng trước hơi xiên sang hai bên à, chán thì có cái rãnh lộ giữa chán rồi người thì Uh, vai cao uh, người uh, cái chiều dài của người từ vai đến mông thì gần như là tương đương với lại cái chiều cao uh, từ mặt đất đến vai đấy tức là chiều cao là gần như là tương đương chiều dài thì mọi người để ý mọi người sẽ thấy uh, những cái tiêu chuẩn đấy những cái đặc điểm đấy là trong những cái con cọc mà mình chọn được là gần như là chúng nó đều có những cái đặc điểm đấy thì ở những cái con như thế thì mọi người sẽ nhìn cái bộ chân của nó, mọi người sẽ thấy là đặc trưng chung của nó là có hai cái điểm mà mà rất nhiều người sẽ dù lui rất lâu rồi nhưng mà mọi người sẽ không có để ý đến. Là một là các cái ngón chân của nó nó có độ thon. Tức là gần như là nhìn ở cái trên cái chân xuống đến cái bàn chân gần như là nó to bằng nhau thậm chí bàn chân nó của nó, khi mà đứng ở những cái vị trí bằng ấy mà nó ráp ấy thì nhìn có thể như là cái bàn chân nó còn nhỏ hơn là cái cổ chân một chút là nó có độ thon nhìn tức là mình nhìn nó có độ thon còn nó khác với lại cái bộ bàn chân bình thường là cái bàn chân là nó sẽ xòe ra một chút so với cái cổ chân và bàn chân nó trụm tròn còn đây là bàn chân nó có độ thon vuốt về đằng trước các ngón chân xít nhau là đấy cái đặc trưng mà mà ban đầu mình tìm cái con chó cọc là mình cũng không có để ý đâu Ban đầu là chỉ nhìn theo cái khung mặt và nhìn theo cái khung người Nhưng sau khi đón được một số con về và để ý những cái chi tiết khác của nó thì mới nhận thấy cái điểm chung ấy Về cái chân sau thẳng và cái bàn chân thon và đấy mình lại nhắc lại là uh, rất nhiều người có ý kiến cho rằng cái chân sau thẳng nó là một cái lỗi nhưng mà mình lại nói với các bạn là đấy là những cái con chó thực tế ở trên uh, bản mà nó sống là gần như là đa số là những cái con chó này nó được thả tự do và ở những cái khu vực mà bản nó rất là xa bởi vì nó xa nó mới còn chứ nó gần thì mọi người đã bắt hết rồi mua hết trong vòng 10 năm nay rồi mình đi sau là mình phải vào À, cái đội tìm chó cho mình là phải tìm ở những cái khu vực rất là xa ở bên trong, có thể là phải đi bộ, đường không thể đi xe máy được và xe máy phải để ở bên ngoài và phải đi bộ vào cả tiếng mới vào đến bên trong. Có khu vực có nhà để tìm chó. Thì nó có cái đặc trưng chung là như vậy. Và những cái khu vực như thế thì người ta nuôi chó là thường là người ta thả mọi người ạ. À. Và nếu mà cái con chó mà cái bộ khung của nó mà lỗi nó sẽ không Uh, thuận lợi để nó vận động ấy Thì những con chó nó ngã núi nó chết hết rồi Nó không thể tồn tại được Thì đấy là cái mà chúng ta có thể dựa vào cái thực tế Đây nó là thực tế chứ nó không phải lý thuyết Nó là thực tế để chúng ta cùng nhau chúng ta nhìn nhận Chúng ta bàn luận về cái bộ chân sau của con cọc uh, Cá nhân mình thì mình thấy là rất nhiều những cái con cọc hiện tại đang có Là cái chân sau của nó Nó cái khâu chân nó lộ rất là rõ thì nó có cái sự khác biệt thực ra mà nói khoeo chân lộ rõ hay là khoeo chân không lộ rõ thì nó cũng chỉ là một cái chi tiết ở trong cái con chó thôi làm gì có con nào nó toàn vẹn cái điều ấy là nó khó lắm nó được cái nọ nó hỏng cái kia nhưng là một cái để mà chúng ta có thể là một cái uh, điểm đặc trưng riêng của giống để mà chúng ta có thể bám vào chúng ta lựa chọn những con chó ngày càng tốt hơn ở những đời chó sau chứ mình không bàn đến những con chó hiện tại thì cũng là một cái mà bản thân mình trực tiếp soi uh, kỹ đến bây giờ khoảng tầm 500 con cọc trưởng thành uh, đều là ở trên bảng chứ mình không có soi những con ở miền xuôi những con của mọi người là mình không có soi bởi vì là soi mình soi là soi để tìm chó để mua uh, cho nên là cái soi mà mất tiền thì sẽ soi kỹ lắm và khi mà nhìn uh, nhiều như thế thì cái con nào người nó hơi dài một tí con nào uh, cái uh, chán của nó hơi hẹp một tí là có thể nhìn lướt qua cái là đã thấy cái sự khác biệt của nó ngay rồi khi mà nhìn nhiều và nhìn kỹ một cái video có thể thì phải xem đi xem lại hai ba mươi lần để soi đấy gọi là soi còn uh, nếu mà số lượng chó mà uh, các bạn mà đi tìm uh, cho mình mà các bạn ấy đã gửi về thì có lẽ nó phải khoảng chắc chắn là nó phải ngoài một nghìn con à, bởi vì là ở trên bản thì nó có rất nhiều những con cho lai like. những con mà nó không đạt được những cái đặc trưng cơ bản là mình bỏ qua luôn rồi à, những con có thể là nó kém ở điểm này nhưng nó mạnh ở điểm kia thì có thể mình vẫn soi nhưng những con mà nhìn nó chả ra có một cái gì đấy à, đặc trưng của con cọc thì chịu người của nó thì dài hay là Uh, cái uh, bộ chân của nó khoeo nó lộ rõ Hay là cái chân trụng của quýt to đùng Chân như cột đình Hay là cái uh, mặt cái chán nó bé tí Thì thôi mình bỏ qua luôn Những con đấy mình sẽ không soi Hoặc là có chỉ nó soi giai đoạn đầu Để thấy cái sự khác nhau của nó thôi Còn về sau thì không soi nữa Bởi vì cũng không có nhiều thời gian đến thế Và cái quá trình mình tìm cọc cho đến bây giờ thì uh, Nó cho đến hiện tại bây giờ Thì có lẽ nó đạt nó khoảng tầm 8 tháng rồi trong cái thời gian 8 tháng thì mình soi khoảng tầm 500 con cọc trưởng thành cả được và cái à, không phải là hoàn toàn là trưởng thành mà nó khoảng từ 7 8 tháng trở lên bởi vì là mình bắt uh, cho to thôi cho con thì cũng có bắt khi mà không tìm được cho to thì bắt cho con thì cùng chia sẻ một chút về cái bộ chân của con cọc như thế nào là cái bộ chân chuẩn bộ chân đẹp uh, mà cái bản tiêu chuẩn uh, chó cọc hơ mông Hay thường gọi là chó hơ mông cọc uh, Người ta có mô tả và có qua uh, cập nhật chỉnh sửa Và đây nó là một cái tư liệu thực tế uh, Với một số lượng chó rất là lớn Mà bản thân mình đã soi Chia sẻ với mọi người để mọi người cùng nhau tham khảo Bởi vì thực sự mà nói là cái thời gian uh, cũng như là cái lượng chó mà mỗi người nhìn, uh, mỗi người nghiên cứu nó khác nhau. Và cái đối tượng chó mà mọi người xem, mọi người soi, nó là cái đối tượng chó như thế nào? Nó có nhiều đặc trưng của con cọc hay không? Nó ở bản hay là nó ở dưới xuôi, ở dưới xuôi nó sẽ có nhiều giống chó, nó sẽ bị pha nhiều hơn ở trên bản mọi người nhé. Chứ trên bản thì đã nhiều chó pha lắm rồi, đã pha lung tung rồi. Nhưng bản thân ở trên bản là người ta sống cô lập, Người ta sống ở những cái chỗ xa đấy Như mình nói là đi ra đến ngoài đường Mà có thể đi xe máy được là, là đi bộ đến cả một tiếng đồng hồ Thì mới ra đến nơi Thì người ta sống gần như là cô lập Và cái việc pha tạp ấy Ở những khu vực đấy Là nó, nó ít hơn nhiều so với ở miền xuôi Ở miền xuôi chỗ nào cũng có chó mọi người ạ Và còn chủ động pha nữa Còn ở trên đấy thì nó là pha ngẫu nhiên thôi con chó người ta thả rông ra và nó tìm sang quả núi khác để nó phối giống đến cái mùa lấy giống của nó này kia. Nhưng ở trên đấy là đã nhiều chó pha lắm rồi. Mọi người phải hiểu là đấy, trong hàng nghìn con chó thì mình xoay khoảng 500 con, hơn 500 con và trong đấy mình chỉ chọn ra được gần 20 con chó mình bắt thôi. Thì mọi người phải biết là cái độ cái 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 độ pha tạp là nó có rất là nhiều ở trong thực tế nhưng mà nó là một cái đặc điểm mà ở những cái con mà mình thấy uh, nó có cái đặc trưng của cái con cọc theo bảng tiêu chuẩn và những con mình đã bắt rồi hay là không bắt được mà mình thấy nó đặc trưng thì nó có hai cái điểm chung đấy để mọi người cùng nhau tham khảo và uh, mọi người có ý kiến gì thì cùng chia sẻ dưới video. à uh, Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.